mở bài chơi đội túc của mình là Kami đây. Trước khi bắt đầu các bạn hãy nhớ để lại cho Kami một like nha. Trời ơi. Hả hả, từ từ mẹ đây trời ơi. Mình đang tổ dọn dẹp gì ta, hôm nay là ngày dọn dẹp trong làng cho nên là mình ginh mấy cái đồ rác thải rồi này kia, mình chuẩn bị đi ra ngoài kho mình bỏ nè mấy bạn ơi. Sợ có mấy cái đồ rác đi bỏ à, mình chạp chạp quá. Rồi bây giờ mình sẽ ginh cái thùng này. Ê, khoan nha ơi. Lại đây mở cửa cho chị nè, rồi mở cửa giùm mày đó. Rồi đây, đóng cửa lại. Trời ơi trời, mở cửa cho tôi xong không đóng cửa lại hết không hiểu luôn á. Rồi đi nha. Cái thùng đi. Rồi bây giờ mình sẽ ginh cái thùng này ra nhà kho để cất. Rồi hôm nào đó sẽ có người trong làng xin tố lại gọi rác rồi người ta sẽ ginh đi nha mấy bạn. Thế rồi, cái làng mình mới xây cái nhà kho này luôn. Đúng rồi, làng mình mới xây nhà kho đó thấy không? Quá trời đồ, mọi người trong xin tố cất đây luôn. Để mấy cái đồ không cần thiết. Đồ nào mà bỏ là gọi rác tới ginh đi luôn. Trời ơi trời, nãy giờ có cái thùng hàng không ginh tới ginh luôn vậy. Trời ơi, ginh sắp xếp lại cho đàng hoàng chứ. Ui, ở đây là mấy cái lò nung nè. Ủa mấy cái máy cưa rồi sắt đồ này kia. Lắm rồi chắc không xài tới nữa. Mấy cái ly bảo ơi. Ủa, con búp bê. Ôi, búp bê này giống như búp bê anime Nhật Bản các bạn, búp bê mặc kimono. Búp bê này của ai bỏ ở đây nhìn ghê trời. Trời ơi, con búp bê này. Búp bê này nhìn cô ta thật sự luôn mấy bạn ơi, mặc đồ kimono nhìn như anime loli Nhật Bản gì đó. Trời ơi, Nhật Bản cái gì? Nhật Bản mấy cái con quỷ ghê muốn chết vậy. Quỷ ghê, vô duyên ta đây nói búp bê mà tự nhiên cái quỷ ghê là gì ông nội này. Ai biết đâu, nhìn con búp bê này cũ kỹ bỏ ở đây nhìn thấy ghê muốn chết mà chị la đẹp gì. Vô duyên cái ông nội này hôm đi về em đem khỏi nói gì đó đi. Tự nhiên con búp bê người ta xinh đẹp vậy nè. Hồ má hồng, cua te, lô ly, hột me vậy mà nói vậy đó. Người ta không dùng nữa, người ta bỏ ở đây rồi còn gán lụm về nữa. Ông không có biết gì về búp bê con gái tụi tôi thì ông đừng có nói chuyện với tụi tôi nữa. Thiệt tình luôn á, ông nói càng xui gũi thôi. Thôi đi về hui. Tự nhiên nay đi bỏ rác, tự nhiên lụm được con búp bê dễ thương quá mấy bạn ơi. Đây búp bê dễ thương quá, để chị chải tóc cho em nha. Úp, hình như 8 giờ thôi, chết rồi, mình phải cho đàn cừu của mình ăn mới được. Được rồi, bây giờ mình sẽ đặt búp bê này, mình đặt lên trên đây, lên trên bàn cái nè. Đặt lên bàn, rồi, bây giờ mình chạy qua mình cho cừu ăn. Trời trời, mình lo chơi búp bê quá, mình quên chấm cái đàn cừu của mình luôn. Này, mấy đứa đi lại đây chị cho ăn nè. Trời ơi trời, suýt nữa làm mấy bé cừu của mình đói lem luôn rồi mấy bạn ơi. Đây, mỗi đứa nào cũng có phần. Ôi trời, tụi nó no hết rồi đó. Rồi, trời ơi, xanh thật là nhiều đứa rồi nha, xong chị bán kiếm tiền. Rồi, vậy bây giờ thôi, 8 giờ mấy rồi, chắc mình chuẩn bị đi ngủ là được rồi đó. Rồi, đóng cửa lại, đi vệ sinh rồi mình đi ngủ thôi. Ôi, cái tiếng gì vậy? Cái tiếng gì mà nghe ồn mà sao vậy? Hình như cái tiếng đạn cụ của mình nó đang, hình như là đang có ăn trộm ăn cắp đồ đạn cụ của mình. Mấy bạn ơi, cái tiếng gì mà nghe sầm vậy? Ôi, sao đạn cụ của mình chết hết rồi? Hình như là có tên nào hay có cái con nào nó lại ăn thịt mấy đạn cụ của mình đó ta. Vậy là sao trời, công sức mình nuôi mấy ngày nay là sao vậy trời? Mình phải lên mình gọi cho cảnh sát mới được. Mình phải gọi cho cảnh sát mới được cái tên. Ủa mà con búp bê mình đóng tiêu rồi, nãy mình nhớ mình đặt nó đây mà. Quên. Trời ơi, con búp bê mình sao vậy, nó rớt xuống đây rồi. Trời, nó lăn từ trên rớt xuống đây luôn mấy bạn. Chắc gió thổi gió mạnh quá. Từ từ bây giờ mình sẽ ginh búp bê này lên nha. Rồi, lấy em búp bê này mấy bạn ơi. Trời ơi trời, mà tối quá. Từ để mình bật cái đèn lên cái, rồi đặt em búp bê ở đây đi, rồi mình sẽ kiếm cái điện thoại để mình gọi cho cảnh sát mấy bạn ơi. Nhớ điện thoại mình sẽ để trong cái tủ này mà tha. Đâu úp. Ui, gì vậy? Ui, sao tự nhiên tắt đèn gì vậy? Nhà mình bị chạm mạch đó ta. Từ bật cái đèn lên lại coi. Ui, ghê vậy? Tự nhiên ơi, sao tự nhiên tắt đèn mất đèn đó ta? Ui, sao mà cúp điện hoài vậy trời? Ui, mấy bạn có ai cái mà mình vừa ấy không vậy? Mấy bạn có ai cái búp bê nó đang xoay quá nó nhìn mình không vậy? Hay là mình ảo giác vậy, hay là gió thổi vậy? Trời. Ui, là sao? Từ mình bật cái đèn này lên cái mấy bạn ơi, cho nó sáng mớ rồi. Ui, con búp bê nó nhảy xuống kìa. Ui, tự nhiên là bị rơi gió rớt đúng không? Rồi mình đang mở cửa này chắc gió rớt á. Từ để lấy búp bê lên lại đi, chắc không sao đâu. Ui, sao tự nhiên khói con vậy? Ui, chuyện gì xảy ra vậy? Ui, con búp bê biến cái gì vậy? Mày đừng có đi liền gần tao, mày đừng có ăn thịt tao mà. Tao là đứa cứu mày, tao cứu mày, mày tự nhiên mày biết cái gì? Đừng xin mày đừng có ăn thịt tao mà. Cái gì vậy trời? Ôi, sao tự nhiên nó nhìn mình xong nó bỏ đi rồi mấy bạn? Ôi, nó đi đâu ra ngoài vậy? Ôi, đừng có nói nó gì ra ngoài làm hại ai nha. Ôi, nó kìa kìa mấy bạn ơi, nhìn nó đi kìa. Ôi, nó đi nó không cử động, nhìn đáng sợ quá. Cống nhọn miệng mồm ngáo xui thật sự luôn á. Nó còn búp bê mang gì bây giờ nó khó thiệt luôn rồi thật sự. Ôi, nó đi đâu rồi, thương vô làng mình đi. Ôi, mình chạy theo coi mới được mấy bạn ơi. Chứ bây giờ nó đi vậy mình cũng ngủ không yên nữa lắm. Nhìn nó làm cái gì đó vô làng mình rồi sao? Ôi, nó đang đi vô nhà ngáo kìa mấy bạn. Ôi, chết rồi. Ngáo, nó làm gì ngáo vậy? Ôi, chạy vô nhìn lên, Ôi, nó làm gì ngáo mấy bạn ơi, không biết trong đây nữa mà mình sợ quá, mình không dám vô. Ôi, tắt đi, chán cái nhà mình hồi nãy luôn kìa. Không biết ngáo ở chỗ an toàn không nữa. Ê, cái gì vậy là, cái gì vậy? À, ma
trong nhà tôi nè. Mọi tiếng nó la cho nó đây thôi. Tôi với tôi nè. Chị Kim ơi, đâu đây vậy? Chạy cho nó đây, chạy cho nó đây, chạy cho nó đây. Trời qua đây ngon như lên. Ơi, trời ơi, sao con búp bê của chị nó qua kia thôi vậy? Trời ơi, nó di chuyển nó đó. Búp bê mẹ đó, nhìn thấy gớm nè. Cái đuốt nè, đuốt nè. Chạy qua cho nó cho chị cái đuốt chứ. Nó chí em kìa. Mà sao con để con búp bê này nó toàn là chí ngáo. Bạn hồi nãy nó cũng không có làm hại mình nữa là sao ta? Chạy ra đây, chạy ra đây, chạy ra đây. Chạy ra đây, gắn thẳng tôi rồi đó. Để chị nói em nghe cái này nè, tự nhiên chị thấy cái này lạ lắm. Chạy ra đây, hồi còn nó còn thiếp vậy. Thôi còn thiếp rồi, chạy mấy miệng ơi. Trời ơi, sao lên kìa, nhìn nó ghê quá. Vô đây chạy, chạy ngang, cắt đuôi đường đó đi, dây lên. Thôi, nếu cắt đuôi đường đó, cắt đuôi đường đó. Trời ơi, ghê quá. Em có để ý không, con búp bê này nó không quýnh chị. Nó chỉ tìm mục tiêu là em thôi. Vậy là nó qua nó kiếm em hả? Trời, tự nhiên kiếm em chi? Trời, em có nhận nuôi búp bê đó chi đâu. Hay là do chị nhận nuôi đó cho nên là nó không có hận thù chị mà nó hận thù em á. Mà em nhớ hồi sáng không, em là cái người chê bai nó, xong em kêu chị là đừng có nhận nuôi nó cho nên là nó ghét em không ta. Gì vậy? Tự nhiên kỳ vậy? Ghê quá. Không lẽ nó ghét những người mà ghét búp bê mấy bạn chắc là vậy á, đúng không? Em có cảm giác là như vậy không? Chắc là vậy á, tự nhiên nó phải làm hại gì chứ. Thế mà sao nó kiếm em chị? Nó vẫn đang đi kiếm em kìa. Chị nó nhỏ nhỏ thôi, nó đang đi kiếm em kìa, nó đang đi vòng vòng kiếm em kìa, mà em ngồi nó lớn rồi nó thấy em á. Sợ quá à, không biết ai bỏ con búp bê ma đó trong làng của mình chứ trời. Hay là biết đâu con ma đó nó tự di chuyển vô làng mình hay sao mấy bạn ơi, chung là không biết nữa. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm cách mình xử lý nó đây nè. Chị có một cái ý kiến này, hay là bây giờ em hóa trang thành con búp bê luôn đi. Em hóa trang thành con gái luôn hả? Ừ, chứ bây giờ nó là đang ghét super ngáo, mà super ngáo cứ ghim cái mặt này hoài là nó sẽ kiếm em, nó giết em nữa, nó đánh em nữa bây giờ. Ờ đúng rồi, cũng hợp lý đó. Vậy em sẽ hóa trang thành búp bê à, nó không gượng em nữa. Được rồi, bây giờ em hóa trang chị nhanh lên đi, chị cho em mấy bộ đồ của chị nè. Nhanh lên, nhanh lên, hóa trang thành búp bê cho ngáo mấy bạn ơi. Rồi rồi rồi, vậy là hết đồ rồi đó, xong kê chưa? Trời ơi, cái này là cái gì vậy trời? Tôi ăn mặc cái gì đây? Đồ công chúa của chị đó, đồ tôi mua hơi bị mắc tiền luôn đó mà ông nội không trả đi chứ. Rồi người ta hỏi gì nhìn nó ốm ghê vậy sao lại ốm về lên như vậy thì con ma nó mới không nhận ra em được, đúng không? Bây giờ bây giờ nó sẽ không có dí hai tụi mình nữa. Hai tụi mình sẽ tìm cách để đừng nghĩ con ơi. Tại cái tóc em bị méo, em chỉnh lại cái. Trời ơi, trời còn bị méo nữa, thôi chạy đi bây giờ. Nó đâu rồi? Nhưng mà bây giờ nó đâu rồi? Bây giờ mình đi kiếm nó, có đi để mình trừ khử nó. Đầu tiên là em phải giả bộ là một đứa con gái dễ thương, xong rồi em giả bộ nó thích búp bê quá nha, kiểu kiểu vậy nha. Đừng có tỏ ra là ghét búp bê. Nhưng mà đừng có tỏ ra ghét chứ, chị đó, chị nói chị thích đó, nó có làm hại chị đâu. Hồi nãy nó đứng nhìn chị đâu rồi? Mấy rồi, mấy rồi, mấy rồi, gọi gọi bây giờ mình đi kiếm búp bê mấy bạn ơi. Ôi ngáo ơi, chị ơi, cái quà vậy nó kiếm nó buồn ra cho em vậy. Trời ơi, ghê quá à. Trời ơi, đừng có nói như vậy. Nó nghe được là nó biết em đang khóa trang đó. Bây giờ em phải giả bộ em thích lớn. Em phải bình tĩnh lại. Rồi, em biết rồi, em biết rồi. Nó đang nhìn em kìa, ghê quá à. Nó nhìn kìa, nó đâu có làm cái gì em đói không. Nó đâu có gà đâu. Kiểu như nó đang dòm kỹ là đâu. Trời ơi, búp bê nè, dễ thương quá chứ. Ghê quá chị ơi. Nó nhìn kìa, dễ thương quá trời luôn á, trời ơi. Ủa vậy là đúng như vậy mình nghĩ mấy bạn ơi. Trời ơi, búp bê gì đâu mà nhìn dễ thương, nhìn mỏ đã đỡ chị dễ thương. Em được không? Nhưng mà bây giờ em to quá chị không ẩm em được á. Thôi chị tin em nhỏ lên một xíu được không? Đúng rồi, nhìn nhỏ lên bé lại xíu được không? Nó hình bình thường anh em. Ủa em búp bê dễ thương quá à, đây để chị chăm sóc cả. Ê, cầm được nó nè, trời ơi. Đừng có nói gì vậy, con kia đó. À, trời ơi, dễ thương quá, cầm trên tay nhỏ nhắn dễ thương quá. Trời ơi, trời ơi. Không mấy giờ đi chải tóc cho em búp bê nha. Mình đặt em búp bê trên đây đi, rồi mình lên chảnh mình chuẩn bị đồ tắm cho em búp bê nha. Em búp bê lên trên đây đi. Đây 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 đây, búp bê ở đây nha. Rồi em búp bê ở đây nha. Giờ sao, giờ sao, giờ sao? Con nó đang trên tay mà sao em dám nói như vậy, nó nghe đó. Em hỏi bây giờ sao rồi chứ nói gì đâu. Từ từ để chị nghĩ cách, chị nghĩ phụ chị với coi, chị đang bí quá. Ơi, chạy em ra đây chi dạ, chạy ơi ở dưới đi. Em đi lên như vậy em làm chị giật mình luôn á. Để anh chị dưới đi, chị đang bàn bạc mua váy cho rồi. Em á. Biết lấy đi, em đây đi nha. Không mấy bây giờ mình đi ra siêu thị mình mua váy mới cho em đi ha ngáo. Ừ đúng rồi, đi ra siêu thị mua váy mới em nha. Đúng em rồi, về lại nha, đi nha. Lại đó chị ơi, lại chị ơi. Trời ơi, trời ơi, nó di chuyển xuống nó canh tụi mình luôn mấy bạn ơi. Nó đi theo bọn mình, nó coi bọn mình nói cái gì đó đó, trời ơi, đáng sợ quá. Đúng rồi, đúng rồi, bây giờ mình phải chạy ra xa ra đi. Sao giờ, đúng cái cách gì? Em nghĩ rồi, hãy thử nó luôn thôi. Bây giờ tranh cơ hội nó còn ngoan ngoãn, nó biến thành búp bê, phải đốt nó luôn. Đốt nó luôn hả? Đúng rồi, trừ nó luôn. Rồi rồi, ok, chị dùm chỉ còn cách là mình đốt nó thôi mấy bạn ơi. Chứ mình biết làm sao giờ. Rồi làm sao để mình ginh ga mà mình đốt nó cho an toàn giờ, chứ không nữa nó phát hiện đó. Mình dẫn nó đi ra đi, xong rồi mình dụ nó nói đi đây hủy đồ này, xong dụ nó ra đốt luôn. Ok ok ok, rồi chị để hai mấy chị lấy búp bê cho em lấy cái hộp quẹt đi nha. Rồi thôi đi vô đây mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi dụ búp bê. Búp bê vẫn còn đang đứng ở đó kìa mấy bạn ơi, được rồi, mở cửa ra. Ai búp bê ơi,
đi 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 em, chị đi mua sắm. Bây giờ chị không biết được đồ nào mà em thích đó, để chị lựa. Bây giờ chị sẽ mua đồ sắm cho em nha. Đi hai, không biết đồ nào sẽ hợp với em đây ta. Được rồi, bây giờ ra đây chị sẽ thử đồ nha, thử đồ nha. Chị Có rồi. Rồi nhanh lên đi, em làm đi, em làm đi. Để chị đây giờ đặt ra đi. Rồi chị đặt ra rồi, em đứng đây đây để chị liền ngắm trần coi. Ôi đúng rồi, đâu đây. Mày là con. Đâu mà bay đây. Rồi chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trả đồ tôi trả đồ tôi. 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 Trả đồ